Dì Bảy. Ừ, về hả? Dạ. Hôm bữa dì Bảy dặn con á, nếu mà ra ngoài chợ á thì thấy khúc giấy nào đẹp mua cho Bảy. Để nè, bữa nay con mua nè, Bảy coi coi có vừa ý không. Chà, con mắt bày bữa nay khéo đây. Đẹp đó con. Dạ. Nè. Dạ. Cậu ba dặn con là chuẩn bị cà phê để cậu ba đãi ông Nguyễn. Trời ơi, tất cả đã nằm trong dự tính của con rồi. Ừ. Đây nè, chèn chèn chèn, hai hộp lo ra cà phê luôn. Ừ. Mà hả, con đi ra ngoài chợ á là còn có hai hộp cuối cùng luôn. Trời ơi, con phải nhanh tay chốt liền. À, tại vì đây là cà phê cậu ba phái mà. Ừ. Qua ly nữa cho tao. Dạ. Với lại hôm nay á là cậu ba đãi khách quý, cho nên bắt buộc con bằng mọi giá phải lấy cho bằng được hai hộp cà phê này. Rồi. À, với lại á, con pha cà phê Laura cà phê á nhanh dữ lắm. Ừ. Tốn chỉ có 2 phút thôi là đã xong một ly cà phê. Bây giờ con làm cho Bảy coi nha. Chiên chiên chiên, con chuẩn bị rồi nè, Bảy thấy không? Bây giờ ha, con pha cà phê cho Bảy coi nghe. Xé bịch, sau đó thì mình đổ ra như vậy. Trời ơi, mới xé bịch thôi là thơm rồi đó Bảy ha. À, trời ơi. Bây giờ con pha trước một ly cho Bảy coi nè. Đó. Còn để ít nước về rồi có đủ nước không? Trời ơi, pha lo ra cà phê á thì Bảy á phải bỏ ít nước thôi. À. Và kéo sợi lên vậy nè. À. Đó, sau đó mình bỏ đá vô thì cà phê nó mới ngon. À. Được. Mà hả, gu của cậu ba á là buổi sáng á là uống cà phê nóng, mà buổi trưa á là phải uống cà phê đá. Mỗi lần á ha, cậu ba mà uống cà phê á là con phải pha đậm đặc như vậy nè. Xong rồi hả, đánh cho bọt thiệt là lên như vậy nè, cậu ba mới chịu đó. Mà Laura cà phê á là cậu ba mê dữ lắm. À, cái màu nâu đẹp quá con ha. Dạ đúng rồi. Laura cà phê á ha là lựa chọn từng trái cà phê chín mọng mà rang xay kỹ lưỡng. Mà hả, nó thơm, nó béo, mà nó ngon. Rất là đậm đà luôn á Bảy. Chất lượng quá ha. Bye bye. Bây giờ con đưa cho Bảy nếm nha. Được không đó? Được, không sao đâu. Đây nè, con chắc ra đây cậu ba không biết đâu. Đó. Ui, thịt đi nhiều lắm, cậu ba không biết đâu. Thơm quá. Thơm quá trời luôn. Ngon không, ngon không Bảy? Ngon tuyệt vời. Dạ. Con hay nói trong cái cà phê này nè, có đông trùng hạ thảo với nấm linh chi. Nha. Vì Bảy tưởng luôn là uống khó lắm. Ai ngờ đâu mà nó ngon. Như hồi nãy con nói đó, đó ra cà phê còn được lựa chọn từng trái cà phê chín mọng mà rang xay kỹ lưỡng, mà lại kết hợp với đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nữa, cho ra một cái vị cà phê vô cùng đậm đặc và ngon ngậy béo lắm. Rồi con thử hoài con biết mà. Đúng. Để con pha cho ông Nguyễn. Bởi vậy nên là hả, phải biết không, mỗi lần cậu ba mà thèm lo ra cà phê là con phải đi pha liền lập tức. Đó, với lại lo ra cà phê này nè, cậu ba chỉ để dành, để uống, với lại để đãi khách quý thôi đó Bảy. Mà với lại dì Bảy thấy nó cũng tiện nữa, chỉ cần có chút xíu à, nó không có mất nhiều thời gian. Đúng là rồi. Đã được ly cà phê này rồi nè. Đó, con chỉ cần rót nước sôi vô, quậy lên, rồi bỏ đá vô là xong ly cà phê rồi. Rất là tiện lợi, phải đúng không? Là tiện lợi, thơm, ngon, bổ dưỡng nữa. Dạ. Thơm đó. Dạ dạ, cậu ba đợi con chút xíu. Ủa, con lo nhiều chuyện với Bảy đó. Dạ. Rồi, con cầm lên cho cậu ba nha. Đi đi, bị rầy bây giờ nè, nhiều chuyện.